Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Bài trích phúc âm theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi Chúa Giêsu đi lên Jerusalem, người đi qua biên giới Samaria và Galilea. Khi người vào một làng kia, thì gặp 10 người phông cùi đang đứng ở đàng xa. Họ cất tiếng thưa rằng: Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi. Thấy họ, người bảo họ rằng: Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế. Trong lúc họ đi đường, họ được lành sạch. Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sắp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn người. Mà người ấy lại là người xứ Samaria. Nhưng Chúa Giêsu phán rằng: Chớ thì không phải cả 10 người được lành sạch sao? Còn 9 người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại này. Rồi người bảo kẻ ấy rằng: Ngươi hãy đứng dậy mà về, vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe, việc Chúa Giêsu chữa lành cho 10 người phong cùi ở miền Samaria và Galilee, chúng ta thấy một cái điều lạ ở nơi những cái người phong cùi này. Con thiết nghĩ rằng họ đã biết vì danh tánh Chúa Giêsu rồi, biết vì những điều Chúa Giêsu làm. Cho nên khi họ gặp Ngài, họ lớn tiếng kêu cầu sự thương xót của chính Đức Giêsu. Và chúng ta biết rằng tại sao họ phải kêu lớn tiếng? Bởi vì những người phong cùi trong thời bấy giờ, họ được xem, họ bị xem là những người ô uế, tội lỗi, và họ đã bị tách khỏi cộng đồng. Họ phải ở riêng trong hoang địa hoặc là trong những cái nơi mà được người ta chỉ định để tránh xa cộng đồng. Và họ đã lớn tiếng kêu Chúa Giêsu thương xót. Nhưng điều lạ là Đức Giêsu không trực tiếp chữa họ, nhưng Ngài chỉ nói rằng: À, đi trình diện tư tế đi. Và họ đã đi, và họ được lành sạch. Điều đó là một phép lạ cả thể để mọi người chúng ta suy nghĩ. Bởi vì sao? Bởi vì có đức tin, kính thưa quý bà anh chị em. Chính đức tin mà họ đã nghe lời Đức Giêsu, vâng phục Ngài. Thay vì nói là: Ủa, sao Ngài không chữa chúng tôi mà bắt chúng tôi phải đi trình diện các tư tế? Bởi vì trong thân thể, trên thân thể này vẫn còn bệnh và vẫn được xem là ô uế mà. Nhưng họ vẫn nghe lời, đi trình diện tư tế, và đang khi đi họ được lành sạch. Điều thứ hai nữa là cái việc khi mà lành sạch, họ trở lại, một người duy nhất trở lại để cảm ơn Đức Giêsu. Và tin mừng hôm nay Chúa muốn nhắc nhở chúng ta phải có tinh thần biết ơn như cái người Samaria này. Ở đây chúng ta thấy những người mà có đạo lại trở thành ngoại đạo, và họ vì họ không biết nói lời cảm ơn, không biết sống tình người. Trong khi đó, dưới cái nhìn của Đức Giêsu, một người ngoại đạo lại trở thành có đạo, là vì ông ta đã biết sống tình người. Vì Đức Giêsu đã nói với người Samari: Lòng tin của ngươi đã cứu ngươi. Lòng tin ở đây là biết trở lại tìm Đức Giêsu và nói lên niềm tri ân của mình. Qua hình ảnh của người Samaria biết ơn Chúa Giêsu thì soi xét nơi mọi người chúng ta là con cái của Thiên Chúa. Chúng ta được sinh ra trong ân sủng, được cứu độ trong ân sủng, thì thử hỏi trong những ngày tháng đời của mình, chúng ta có biết ơn Thiên Chúa hay chăng? Hay chúng ta lơ là, chúng ta chểnh mạng, chúng ta lười biếng, và chúng ta sống như một kẻ vô ơn, như những người có đạo mà trở nên không có đạo trong ý niệm của tin mừng ngày hôm nay? Phải chăng đời của chúng ta chỉ biết vung vén cho bản thân mình? Chúng ta vì luật lệ hay là chúng ta vì một điều gì đó mà chúng ta quên đi ân sủng của Thiên Chúa mỗi ngày? Thậm chí qua một ngày sống, trước khi chúng ta ngủ, không biết chúng ta có nhớ Chúa để mà cảm ơn Chúa
Vì một ngày Ngài ban cho chúng ta được mọi sự bình an, vui buồn. Chúa che chở chúng ta, Chúa vẫn còn cho chúng ta nhịp đập con tim, còn thở hơi thở tốt lành, còn được niềm vui, còn có sức khỏe để làm ra những của cải, để nuôi dưỡng bản thân chúng ta. Chúng ta ngủ vùi trong quên lãng, và đôi khi không biết chúng ta tỉnh dậy, chúng ta không biết có cảm ơn Thiên Chúa của mình vì một giấc ngủ bình an hay không, vì một đêm dài biết bao những biến cố của đời mình. Qua đó chúng ta hãy kiểm duyệt lại đời sống của chúng ta. Chúng ta phải sống trong tâm tình biết ơn, phải tạ ơn Chúa mỗi ngày, phải sống thờ phượng Chúa, cho nên sống biết ơn Chúa cho đến khi tắt hơi, cho đến khi về cùng Thiên Chúa. Và hình ảnh người Samaria nhân hậu biết ơn của Thiên Chúa ngày hôm nay, đó là mẫu gương để chúng ta đáng học hỏi. Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban ơn cho chúng ta sống xứng đáng là con cái của Thiên Chúa, sống trong tâm tình biết ơn mỗi ngày để tạ ơn Chúa vì những gì Chúa ban, và sống xứng đáng với tất cả điều đó để ca tụng Chúa, để rồi làm cho danh Chúa cả sáng. Và chính những điều đó, những điều mà chúng ta sống biết ơn mỗi ngày, là chứng tá sống động của Thiên Chúa hiện hữu nơi mỗi người chúng ta trong đời sống của mình. Amen. Anh chị em thân mến, trên một chuyến máy bay từ Roma về Nữ Ước năm 1965, sau khi đi dự công đồng chung Vatican II về, Đức Tổng Giám mục Fulton Sheen chăm chú nhìn cô tiếp viên hàng không đang đi lại phục vụ. Thấy cử chỉ lạ của vị giám mục, cô tiếp viên mạnh dạn đến gần và hỏi: "Thưa Đức Cha, con giúp Đức Cha được chuyện gì?" Vị giám mục cười rồi ôn tồn bảo: "Con cảm ơn Chúa đi, bởi vì Chúa ban cho con đẹp lắm." Cô gái liền vui vẻ hỏi lại: "Dạ, vậy con phải làm gì để cảm ơn Chúa đây?" Vị giám mục trả lời cô: "Con ơi, Chúa đã lấy tất cả sắc đẹp của những người phong cùi để đem tặng cho con, vậy con hãy chăm sóc họ mà đền đáp ơn Chúa." Quả thật, cô tiếp viên xinh đẹp kia sau đó đã bỏ nghề để gia nhập tu hội nữ tử bác ái. Và ít lâu sau, chị nữ tu trẻ xinh đẹp người Hoa Kỳ này đã đến tình nguyện phục vụ tại trại cùi Di Linh ở Việt Nam. Và ở đó, cho đến sau năm 1975, chị bị đuổi về nước. Và rồi chị đã đi tiếp tục truyền giáo ở Haiti. Phong cùi là một bệnh nan y, ai cũng ghê sợ và khiếp đảm khi phải tiếp xúc với những người bị bệnh này. Vào thời Chúa Giêsu, những người bệnh này còn mang thêm một nỗi nhục trong tâm hồn, bởi vì họ sợ rằng Thiên Chúa đã trừng phạt họ. Họ bị đuổi ra khỏi cộng đồng, họ sống tại những nơi hoang địa, những bãi tha ma đói khát. Hôm nay, tin mừng kể có 10 người phong cùi kia đang ở nơi hoang địa. Chúa Giêsu đi ngang qua khu vực của họ, tiếng gào của họ rất bi ai nhưng lại hy vọng để xin ơn cứu chữa. Lạy Ngài, lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi. Dù họ chưa được sạch, Ngài đã bảo họ đi trình diện các tư tế theo luật để chứng tỏ mình đã sạch. Tin tưởng như thế, họ ra đi và họ được khỏi bệnh. Chỉ có một người quay lại để tạ ơn Thiên Chúa và cảm ơn Chúa Giêsu, nhưng đấy lại là một người ngoại giáo, người xứ Samaria. Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đã chữa cho 10 người phong cùi, nhưng khác với những phép lạ khác, ở đây thay vì đụng vào người phong cùi để được chữa với một lời tuyên phạt, thì Chúa lại bảo họ đi trình diện với các tư tế. Nghĩa là họ phải đầy lòng tin,
Nếu họ đứng yên tại chỗ để chờ đợi thì không bao giờ có phép lạ, hay họ đứng đấy khóc than kêu gào thì cũng chẳng bao giờ được lành. Nhưng chính họ ra đi, họ tin tưởng và họ được ơn chữa lành. Chúa cũng chữa chúng ta, nhưng chúng ta hay có thói quen là đứng đấy để than vãn, để nguyền rủa. Chúa Giêsu phán một lời thì vết thương thể chất, thể xác, vết thương tâm hồn đều được chữa lành. Căn bệnh mà con người cứ phải gánh trong cuộc đời này, căn bệnh mà nhiều người trong chúng ta cũng đang chịu, nỗi khốn khổ và những thử thách mà nhiều người trong chúng ta đang phải giữ, chúng ta tin vào Chúa Giêsu, khi đã cầu xin Ngài, chúng ta can đảm, đừng ở lì trong nỗi thất vọng nữa, đừng kêu trách nữa, mà can đảm đứng dậy làm theo ý Chúa, chúng ta mới lãnh được hồng ân. Và khi đã có hồng ân rồi thì biết trở lại cảm ơn Chúa. Đấy là điều đẹp lòng Chúa nhất. Amen. Quý ông bà và anh chị em thân mến, 10 người phong hủy được chữa lành mà chỉ có một người dân ngoại trở lại cảm tạ và tôn vinh Chúa Giêsu. Còn 9 người kia đang ở đâu? Trong đời thường, nếu có ai đã từng làm phước cho chúng ta vượt qua hoạn nạn, đau khổ, bệnh tật, nghèo túng, chúng ta vẫn thường nhớ ơn họ và tìm cách đáp đền phần nào ân nghĩa ấy. Một lời cảm ơn, một chút vài nhỏ, một lần ghé thăm. Đó là việc của người có đạo làm người. Chúa Giêsu đang có ý trách người Do Thái, những con người được chọn là dân riêng của Thiên Chúa mà chưa sống được cái lẽ đạo làm người của xã hội loài người, thì nói chi đến việc sống cái lẽ đạo làm con cái của Thiên Chúa. Còn chính người dân riêng của Thiên Chúa đang ở đâu? Sự thật, cuộc sống đức tin người tín hữu trong đời thực hôm nay cũng có khác chi đâu. Bởi không có lòng tri ân, nên có vô số người đã phản bội Chúa bằng cách tự cho phép mình phạm tội trọng, dù đó là tội giết con, hay đồng tính, tà dâm, hay phạm thánh. Nhân loại đồng loạt phủ phàng lên nỗi đau cùng tột của Chúa Giêsu. Chúng ta đã lãnh nhận vô số ân huệ từ người, ơn về sự sống tự nhiên và ơn siêu nhiên. Nhưng chúng ta đâu có biết ơn người cho đủ. Chẳng mấy ai nghĩ đến việc đáp tạ ơn người, lại còn hững hờ vay lưng, cố tình phạm tội, đến trở thành lý hình tra tấn hành hạ Chúa đủ điều, xót xa thay phận người. Việc con người mắc nợ ân tình hoặc lỗi công bằng với nhau là chuyện nhỏ. Tha thứ cho người anh em mắc nợ mình là tự tha thứ cho bản thân, vì được Chúa tha cho ta món nợ khổng lồ, ta nợ Chúa. Đến đây, chúng ta cùng suy tư xem mình đã mắc nợ Chúa điều gì, sao lại được xem là món nợ khổng lồ. Trong lòng mẹ, lúc mới tưởng thai, Thiên Chúa đặt ta trong quy luật của tình yêu sáng tạo, cùng với cha mẹ ta theo dòng ân sủng của tổ tiên, ông bà, cha mẹ, Chúa cho chúng ta được sự sống, người đem ta ra khỏi hư vô. Chúng ta có cần biết ơn Chúa không nhỉ? Ơn Chúa tạo dựng xác hồn ta trong lòng mẹ, ta cảm tạ và nói lên lòng tri ân ơn Chúa về điều này bao giờ chưa? Linh hồn ta mang phẩm tính thần linh của Chúa nên bất tử. Một ơn siêu phàm như thế có đáng để ta chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa không? Linh hồn siêu nhiên của ta làm cho ta nên thần linh, có khả năng từ bản chất sẽ có thể làm con Thiên Chúa về sau. Một ơn trọng như thế, chúng ta có cần tôn vinh Chúa để tỏ lòng tri ân người không? Ơn có xác có hồn làm cho ta có hành vi nhân linh, có lý trí để suy nghĩ, phân biệt tốt xấu, đúng sai, thiện ác, có ý chí để chọn lựa, để bày tỏ quyết tâm và có quyền ôm hoài bão hay chọn lý tưởng sống cho đời mình. Chúa còn cho ta sở hữu sự tự do tuyệt đối, tự do tư tưởng
là một điều linh thiêng, thật nhiệm màu. Nó làm cho ta được có nhân cách của riêng ta. Không ai có thể thay thế ta trong đời hoặc trốn chỗ của ta trong lịch sử nhân loại. Ta là tuyệt đối và duy nhất là chính mình trong cõi nhân sinh. Những ơn đặc biệt như thế, ta biết tri ân Chúa không? Hơn thế nữa, Chúa còn cho ta sở hữu báu vật vô giá siêu hình là tình yêu, một sản phẩm độc đáo được sản sinh từ cuộc sống con người. Tình yêu làm cho cuộc sống vui hơn, tràn trời những cảm xúc ngọt ngào, hoan hỷ, mừng vui, phấn khởi. Tình yêu gắn bó con người với con người trong hạnh phúc. Những thứ làm nên đời người cách nhiệm lạ, khác hẳn với thú vật. Vậy mà ta được bao nhiêu lần nói với Chúa, ta cảm tạ và tri ân người cho ta được làm người. Vừa chào đời, mắt chúng ta được nhìn thấy ánh sáng, mũi chúng ta được thở, tai chúng ta được nghe, da chúng ta được cảm giác bồng ẩm, ánh sáng, không khí, đất đai, thực phẩm, mọi thọ vật, tất cả những món quà vô giá ấy được Chúa ban cho. Thử hỏi ta cảm tạ và tri ân Chúa bao nhiêu cho đủ. Còn biết bao nhiêu thứ nữa trên đời, nào là vật chất, tinh thần, tự nhiên của con người ta và cả vũ trụ này. Ơn siêu nhiên ở đời này và đời sau cũng không thể cởi xiết, không tài nào đếm hết. Mấy chữ, món nợ khổng lồ, không đủ để nói lên hết những gì chúng ta đã và đang mắc nợ Chúa. Chưa nói đến những món nợ đức tin, món nợ tội lỗi xúc phạm đến Chúa, món nợ thiên đàng vĩnh cửu cho ta được hạnh phúc, vinh quang và vinh dự vĩnh hằng. Vậy chúng ta làm gì để đền trả cho người đây? Hội thánh thưa lên trong kinh tiền tụng, lời ca tụng của chúng con không đem lại lợi ích gì cho Chúa, nhưng đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Nếu xác tín mình là con của Chúa, ta hãy dứt lòng tránh xa tội lỗi, bỏ đam mê, ham hố sự thế trần. Amen. Cảm ơn Ngài đã ban cho con cuộc sống mến thương. Cảm ơn vì được vào đoàn chiên dấu yêu của Chúa. Cánh tay Ngài dẫn đưa, lướt qua ngàn nắng mưa, biết đi tìm đâu là bờ bên. Kính dâng Ngài tình con đong bao cảm mến thiết tha. Kính dâng Ngài đời con bao năm vẫn luôn nở hoa. Sóng gió rồi sẽ qua, nỗi đau thành tiếng ca. Phúc ân Ngài chứa tràn hải hà. Khấn cầu Ngài cả khi con thấy mệt nhoài, ngước nhìn Ngài chỉ lối tương lai. Đi cùng Ngài thành thơi trên bước đường dài, vì ngoài một Chúa con cậy ai. Xin cảm tạ hồng ân Thiên Chúa tràn trề. Nào hãy quay về, con đường hẹp dạy con nên thánh thật đẹp, nguyện theo chân Chúa đến thiên đường.
gai nào ghi chặt ghim sâu đầu chúa dấu yêu, mũi đinh nào làm cho toàn thân chúa đã nhỏ màu, mỗi tinh thần thấm sâu xa chi ngàn đớn đau, đến cứu độ chúng con vì đâu. Thánh ra một chiều nào can về ngài đổ máu đào, chúa chấp nhận khổ đau để cứu chúng sinh lầm than, gánh muôn tội thế nhân chúa đã liều tâm thân, lấy màu hồng xóa đi lỗi lầm. Khấn cầu ngài cả khi con thấy mệt nhoài, ngước nhìn ngài chỉ lối tương lai, đi cùng ngài hành thời trên bước đường dài, vì ngoài một chúa con cậy ai. Xin cảm tạ hồng ân Thiên Chúa tràn trề, chúa vỗ về nào hãy quay về. Con đường hẹp dạy con đến thánh thật đẹp, nguyện theo chân Chúa đến thiên đường. Khấn cầu ngài cả khi con thấy mệt nhoài, ngước nhìn ngài chỉ lối tương lai, đi cùng ngài thành thơi trên bước đường dài, vì ngoài một chúa con cậy ai. Xin cảm tạ hồng ân Thiên Chúa tràn trề, chúa vỗ về nào hãy quay về. Con đường hẹp dạy con nên thánh thật đẹp, nguyện theo chân Chúa đến thiên đường. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta tiếp tục chương 17 tin mừng theo Thánh Luca. Hôm nay, giáo huấn của Đức Giêsu là lòng biết ơn. Bài học được cụ thể hóa trong câu chuyện 10 người phong hủi được Chúa Giêsu chữa lành, nhưng chỉ duy nhất một người quay trở lại tạ ơn Chúa. Thánh Luca thuật lại, trên hành trình lên Jerusalem và khi đi ngang qua ranh giới giữa miền Samari và Galilê, Đức Giêsu đã được 10 người phong hủi đón gặp. Ai cũng biết, những người phong hủi rơi vào một tình trạng thật thê thảm. Họ bị xa lánh và kỳ thị bởi mọi người trong xã hội. Khi thấy Đức Giêsu, họ ra đón gặp người, nhưng họ chỉ dừng lại ở đàng xa và kêu lớn tiếng: "Lạy Thầy Giêsu, xin rủ lòng thương chúng tôi." Họ không dám đến gần Đức Giêsu để nài nỉ, để chạm vào gấu áo người như những bệnh nhân khác, vì đó là luật cấm của người Do Thái. Họ biết Đức Giêsu là vị lương y tài giỏi, chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền, nên cố kêu lớn tiếng cầu xin lòng thương xót của người. Động lòng thương, Chúa Giêsu bảo, hãy đi trình diện tư tế. Một lệnh truyền được ban ra và họ đã thi hành. Đức Giêsu bảo họ đi đến với các tư tế là những người theo luật có nhiệm vụ cứu xét về việc lành bệnh để họ được gia nhập cộng đoàn.
Đức Giê-xu đã không làm một cử chỉ giơ tay hay chạm vào, nhưng chỉ nói với họ hãy đi trình diện tư tế. Như thế, chỉ với một lệnh truyền mà 10 người này đã tuân lệnh, chứng tỏ họ có lòng tin tưởng mạnh mẽ vào lời của Đức Giê-xu. Và vì họ có lòng tin nên họ đã được chữa lành. Việc tìm gặp Đức Giê-xu chính là một cơ hội quý giá để được chữa khỏi, và niềm hy vọng mong manh của những người phong đã thành hiện thực. Đức Giê-xu đã động lòng thương trước lời van xin đầy thống thiết của họ, và Ngài đã chữa lành họ. Nhưng đáng suy nghĩ là bổn phận biết ơn. Vì sau khi được khỏi bệnh, chỉ có một người đã biết ơn và trở lại cảm ơn Chúa. Thánh Luca mô tả bằng hai hành động, anh ta quay lại, lớn tiếng ngợi khen Chúa và sấp mình dưới chân Đức Giê-xu và tạ ơn người. Cuộc sống là một chuỗi những ân huệ nối tiếp nhau. Những ân huệ này đan xen với những ân huệ khác. Có những ân huệ do Thiên Chúa và cũng có những ân huệ đến từ con người. Ngạn ngữ Anh có câu, cho người có lòng biết ơn là cho vay. Thế nên, cuộc sống của mọi người sẽ tốt đẹp biết bao khi mọi người biết chia sẻ tình thương cho nhau. Mỗi cử chỉ yêu thương được đánh dấu bằng lời cảm ơn sẽ làm giàu thêm tình người. Mọi người sẽ sống trong tình huynh đệ với những món nợ tình thương trao trả cho nhau. Cũng thế, lời tạ ơn Thiên Chúa của chúng ta còn là những bông hoa đẹp đẽ nhất của tấm lòng mà chúng ta dâng lên cho Chúa mỗi ngày. Những bông hoa ấy trang điểm cho tâm hồn chúng ta thêm xinh tươi nhờ những ân sủng Chúa tặng ban. Vì thật ra, Chúa không cần chúng ta ca tụng, nhưng được tạ ơn Chúa lại là một hồng ân cao cả. Vì những lời ca tụng của chúng ta chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng ta ơn cứu độ muôn đời. Vì vậy, những lời tạ ơn của chúng ta như làn hương tỏa bay lên cao và kéo thêm nhiều cơn mưa hồng phúc xuống cuộc đời chúng ta. Vì thế, khi người Samari quay trở lại tạ ơn Chúa, Chúa nói, người hãy ra về vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi. Người Samari không những được ơn lành bệnh mà còn được ơn cứu rỗi nữa. Lạy Chúa, cuộc đời chúng con ngụm lặn trong ân huệ của Chúa. Suốt đời chúng con được tắm mát trong dòng suối ân tình của anh em. Xin cho chúng con luôn biết sống, có tình có nghĩa, luôn thể hiện lòng biết ơn và quý trọng những hồng ân mà Chúa đã thương ban và những gì mà anh em đã làm cho đời chúng con thêm tươi đẹp và hạnh phúc hơn. Amen. Tình yêu Thiên Chúa như vầng dương soi tỏa khắp nơi. Tình yêu Thiên Chúa là vì sao giữa đêm mù tối. Tình yêu Thiên Chúa dìu con vượt qua sóng đầy nổi trôi, thuyền con giữa dòng đại dương bấp bênh Ngài ơi. Tình yêu Thiên Chúa như dòng sông êm đềm lướt trôi, chảy xuôi năm tháng để hôn thơ tâm trong tình mê. Tình yêu Thiên Chúa nồng say là hương gió trời dịu êm, dịu đưa tháng ngày bình yên với bao êm đềm. Con ca ngợi ngàn đời tình ái tin vững, xuôi phiên giặc sầu ngọt ngào tình yêu bên đường. Tình ngày ngàn năm như núi cao sông dài biển khơi, cao vời Thiên Cha con hát ca muôn đời trắng ngời. Tình yêu Thiên xuân tô đẹp giấc mơ, tuổi thơ yêu dấu ngày và đêm khát khao tình Chúa. Ngài luôn dõi bước đời con, độ muôn phúc ân tràn lan và luôn đã nâng ủi an những chi sầu.
phương. Tình yêu Thiên Chúa không nhạt phai dẫu đời đổi thay. Nào ai có biết tình ngày luôn sắc son bền vững. Là chân thiên mỹ sâu để con kiếm tìm ngày đêm, hồn con khát khao cậy trông vững tin nơi Ngài. Con ca ngợi ngàn đời tình Ngài kiên vững, xuôi thiên đàn đào ngọt ngào tình yêu mến thương. Tình Ngài ngàn năm như núi cao sông dài biển khơi, cao người tin Cha con hát ca muôn đời. Quý ông bà và anh chị em thân mến, người Do Thái xem trọng sự thanh sạch bên ngoài. Những người mắc bệnh phong cùi bị coi là nhơ uế, nên họ không được ở chung với người lành mạnh, mà phải sống thành nhóm những người đồng bệnh ở bên ngoài làng, tách biệt khu vực dân cư bình thường. Người bệnh phong đã khốn khổ vì thân xác đau đớn và tan nát do bệnh tật, lại phải chịu tủi nhục vì bị người đồng hương loại trừ, bỏ rơi họ bên lề xã hội. Trên hành trình tiến về Jerusalem, Chúa Giêsu đã lắng nghe tiếng van nài bi thảm của 10 người phong hủi. Người đã dừng lại, gặp gỡ họ để đồng cảm và khích lệ họ đi trình diện với các tử tế. Nhưng đang khi đi đường, họ đã được chữa lành do quyền năng của lời Chúa Giêsu và nhờ lòng thương xót vô biên của người. Niềm khao khát tìm lại sức khỏe thể lý và nhu cầu được tôn trọng ở bề ngoài đã tiếp tục đẩy 9 người vừa được chữa lành tiếp tục ra đi rời xa Chúa Giêsu và thậm chí quên cả ơn chữa lành họ vừa được đón nhận cách nhưng không, chỉ trừ một người duy nhất trong số họ. Đó lại là người Samari, người thường bị coi là thuộc nhóm dân lai căng lạc đạo. Người Samari đã dừng lại, trở về với Chúa Giêsu để gặp gỡ Chúa trong một tương quan mới, sâu xa và huyền nhiệm hơn, vượt trên tương quan nhân loại giữa thầy thuốc và bệnh nhân. Anh đã suy phục và tôn vinh Chúa Giêsu như là đấng cứu độ, là Thiên Chúa có quyền năng trao cho anh nguồn sống mới trong linh hồn. Lòng biết ơn khiêm tốn và chân thành của anh bày tỏ với Chúa Giêsu là con đường rộng mở để anh đón nhận ân ban đức tin. Một lần nữa, Chúa Giêsu nói riêng với anh: "Đứng dậy về đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh." Chúa Giêsu dẫn đưa anh đến với cộng đoàn đức tin được quy tụ bởi lời Chúa và được nuôi dưỡng nhờ ân sủng. So với 9 người bạn đồng hành, tiến trình để được xác nhận về sự lành mạnh thể lý của anh Samari dù có phải chậm lại, nhưng anh lại đi xa hơn các bạn đồng hành trong kinh nghiệm tâm linh, trong ơn giải thoát toàn diện con người. Quả vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, khi lâm vào hoàn cảnh bi thương khốn cùng của bệnh tật và sự bần hàn, người Do Thái và người Samari đã vượt qua sự kỳ thị để đồng hành với nhau tìm đến với lòng từ bi lân tuất của Thiên Chúa. Nhưng trong hoàn cảnh yên vui, một người Samari lạc đạo lại nhạy bén hơn những người Do Thái để mau chóng nhận ra những hồng ân đặc biệt của Thiên Chúa và tôn vinh tạ ơn người để đi vào tương quan thâm tình với Thiên Chúa trong đức tin và lòng mến chân thành. Chúa đã yêu tôi từ muôn kiếp xa xôi, Chúa đã yêu tôi, người đưa tôi bước vào đời, người hằng bên tôi tràn muôn phúc ân trên đời tôi, dìu tôi bước đi qua mọi nơi và nâng đỡ tôi thêm ngày an vui. Xin dâng tiếng ca cảm tạ hồng ân Chúa bao la, cảm tạ tình yêu Chúa thương ta mãi luôn tràn hòa. Vì Chúa đã tặng ban ngàn muôn phúc lành thật tuyệt vời, đến nơi thế trần ngày mọi thời, tụng ca danh Chúa hôm nay
và đến muôn đời. Chúa đã yêu tôi, gọi tôi bước theo Người, sống giữa nhân gian để nên men muối cuộc đời. Và rồi hôm nay chọn tôi giữa muôn muôn người đây, tặng ban chức thiêng ca vời thay, lòng tôi khắc ghi muôn đời không phai. Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, xin soi sáng cho chúng con nhận ra tình thương chăm sóc của Cha qua muôn vàn ân huệ chúng con nhận được trong từng giây phút cuộc đời chúng con, để cuộc đời của chúng con trở thành bài ca bất tận, hằng tán dương và tạ ơn tình thương của Cha mãi mãi. Amen. Xin dâng tiếng ca, cảm tạ hồng ân Chúa bao la, cảm tạ tình yêu Chúa thương ta mãi luôn tràn hòa. Vì Chúa đã tặng ban ngàn muôn phúc lành thật tuyệt vời, đến nơi thế trần người mọi thời tụng ca danh Chúa hôm nay và đến muôn đời. Chúa đã yêu tôi, tình yêu quá cao vời, Chúa đã cho tôi trở nên nhân chứng tình trời. Này trọn tim tôi nguyện xin hiến dâng cho Người thôi, trọn đời bước đi theo Người thôi, và luôn tin chung yêu Người không ngơi. Xin dâng tiếng ca, cảm tạ hồng ân Chúa bao la, cảm tạ tình yêu Chúa thương ta mãi luôn tràn hòa. Vì Chúa đã tặng ban ngàn muôn phúc lành thật tuyệt vời, đến nơi thế trần người mọi thời tụng ca danh Chúa hôm nay và đến muôn đời. Xin dâng tiếng ca, cảm tạ hồng ân Chúa bao la, cảm tạ tình yêu Chúa thương ta mãi luôn tràn hòa. Vì Chúa đã tặng ban ngàn muôn phúc lành thật tuyệt vời, đến nơi thế trần nơi mọi thời tụng ca danh Chúa hôm nay và đến. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trình thuật tin mừng hôm nay là đoạn mở đầu cho phần thứ ba, cũng là phần cuối trong loạt bài giáo huấn của Đức Giê-xu trên đường lên Jerusalem. Và giáo huấn khai mạc cho phần này có chủ đề tạ ơn. Tạ ơn là một hành vi nhân văn cao đẹp, nó xuất phát từ một nhận thức đúng đắn. Trong đời sống thiêng liêng, tạ ơn còn đem đến ơn cứu độ. Vì thế mà, với các tín hữu Kitô, hành vi tạ ơn còn cao sâu hơn nhiều. Hành vi này phát xuất từ nhận thức nền tảng. Thiên Chúa là tất cả, chúng ta không là gì hết. Thiên Chúa có tất cả, chúng ta không có gì hết. Sự sống là món quà quý giá nhất mà Thiên Chúa ban cho con người. Có sự sống là có tất cả, và không có sự sống là không có gì hết. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta biết rằng trong xã hội Do Thái thời Đức Giê-xu, tình trạng của những người phong hủi luôn bi thảm. Bởi lẽ, người Do Thái rất chú trọng đến vấn đề thanh sạch bên ngoài, nên những người mắc bệnh phong không được ở chung với cộng đồng mà phải sống cách biệt bên ngoài làng. Họ cũng không được phép tiếp xúc trực tiếp với dân chúng, và đi đến đâu cũng phải la lớn tiếng để mọi người được biết sự có mặt của họ mà tránh đi. Như vậy, những người mắc bệnh phong đã bị lên án tử, và họ sống cũng như chết. Hiểu như thế, chúng ta mới thấy được nét đẹp trong hành động của người phong hủi xứ Samari. Một người trong bọn thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sắp mình dưới chân Đức Giê-xu mà tạ ơn.
anh quay trở lại tôn vinh Thiên Chúa vì đã nhận thức được một ân huệ lớn lao. Anh được chữa lành, nghĩa là anh đã tìm lại được sự sống. Anh được chữa lành, nghĩa là anh đã được tái hòa nhập với cộng đồng. Hơn nữa, anh lại là một người dân ngoại, nên hồng ân mà anh nhận được thật lớn lao. Anh phủ phục vì nhận thức được chỉ Thiên Chúa mới có quyền ban sự sống. Nhận thức đó đưa anh đến một ân huệ lớn lao hơn, được làm con Chúa, được ơn cứu độ. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tạ ơn luôn là một hành vi nhân văn cao đẹp. Cặt riêng với các tín hữu Kitô, đó là một hành vi thiêng liêng và cao quý. Tuy nhiên, chúng ta ngày nay dường như đang dần lãng quên hành vi cao đẹp này, đang dần trở nên vô ơn. Chúng ta vô ơn với chính cha mẹ của mình, là những người đã không than khó ngại khổ, cưu mang, nuôi nấng và dạy dỗ chúng ta. Chúng ta vô ơn với các bậc tiền nhân, là những người đã dành cả cuộc đời để nghiên cứu, xây dựng và phát minh ra những điều giúp phát triển cuộc sống. Tuy nhiên, nguy hiểm nhất là chúng ta vô ơn với cả Thiên Chúa, Đấng đã dựng nên chúng ta và không ngừng ban mọi ơn lành cho chúng ta. Thánh lễ là dịp để chúng ta cảm nghiệm ơn Chúa và dâng lời tạ ơn. Để rồi, bước ra từ thánh lễ, chúng ta ra đi và giúp đỡ những người kém may mắn hơn. Nhưng thay vì làm thế, chúng ta lại chỉ đến với Chúa xin ơn này, ơn nọ. Rồi, như chính người phong hồi trong tim mừng sau khi đã nhận được ân ban, chúng ta một đi không trở lại. Lạy Chúa, xin dạy chúng con hiểu được rằng, tuy Chúa không cần chúng con ca tụng, nhưng việc chúng con cảm tạ Chúa lại là một hồng ân Chúa ban. Vì những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ. Amen. Cảm ơn Ngài đã ban cho con cuộc sống mến thương. Cảm ơn vì được vào đoàn chiên dấu yêu của Chúa. Cánh tay Ngài dẫn đưa, lướt qua ngàn nắng mưa, biết đi tìm đâu là bờ bên. Kính dâng Ngài tình con đong bao cảm mến thiết tha. Kính dâng Ngài đời con bao năm vẫn luôn nở hoa. Sóng gió rồi sẽ qua, nỗi đau thành tiếng ca. Phúc ân Ngài chứa tràn hải hà. Cầu Ngài cả khi con thấy mệt nhoài, ngước nhìn Ngài chỉ lối tương lai. Đi cùng Ngài thành thơi trên bước đường dài, vì ngoài một Chúa con cậy ai. Xin cảm tạ Thiên Chúa tràn trề, Chúa vỗ về, nào hãy quay về. Con đường hẹp, dạy con nên thánh thật đẹp, nguyện theo chân Chúa đến thiên. Thank you.
Quý vị và các bạn thân mến, khi yêu nhau, lúc gặp mặt, người ta luôn muốn làm điều gì đó tốt đẹp nhất cho người mình yêu. Lúc vắng mặt, người ta thường nhớ nhung và muốn được liên lạc với người yêu, dù chỉ qua thư từ hoặc điện thoại. Những điều ấy được thể hiện là do sức mạnh tình yêu của con người dành cho nhau. Con người là loại thụ tạo, còn biết thể hiện tình yêu như thế. Huống gì Thiên Chúa là cội nguồn tình yêu lại không thể hiện tình yêu của mình cho con người mãnh liệt hơn nhiều, ngay cả khi họ bất trung sao? Trong Cựu Ước, Thiên Chúa đã thể hiện tình yêu của mình cho con người qua việc Ngài tuyển chọn một dân Israel và ký kết giao ước với họ. Thế nhưng, khi yêu, người ta luôn muốn gặp mặt người mình yêu để cảm nhận được tình yêu người ấy dành cho mình. Dân Israel không bao giờ trông thấy mặt Đức Chúa. Do đó, họ khó cảm nhận được tình yêu của đấng mình đang yêu mến. Cảm nhận được sự khó khăn đó, Thiên Chúa đã sai chính con một của mình đến với nhân loại để cho họ nhận ra tình yêu của mình luôn dành cho họ qua lời nói và việc làm của Đức Giê-xu. Để từ đó, họ có thể đáp trả tình yêu ấy qua việc lắng nghe và thực hành lời Chúa. Bài tin mừng hôm nay đặt trong bối cảnh Đức Giê-xu lên đường đi Giê-ru-sa-lem để thi hành thánh ý Chúa Cha. Thế nhưng, sự khẩn cấp của hành trình lên Giê-ru-sa-lem không cản được sự quan tâm, việc biểu lộ tình yêu Thiên Chúa của Đức Giê-xu dành cho 10 người phong hội, những người không có chỗ đứng trong xã hội. Dường như, 10 người này đã nhận ra được tình yêu của Thiên Chúa biểu lộ nơi con người Đức Giê-xu khi thốt lên: "Lạy Thầy Giê-xu, xin rủ lòng thương chúng tôi." Và quả đúng là như vậy. Sau khi được chữa khỏi, một người trong số họ quay lại tôn vinh Thiên Chúa và nhận ra Đức Giê-xu chính là Thiên Chúa. Vì sắp mình là hành vi duy nhất chỉ dành cho một đối tượng là Thiên Chúa. Ngoài ra, không sắp mình trước một ai cả. Bây giờ, con người đã cảm nhận được tình yêu của người yêu và nhìn thấy mặt của người ấy và mau mắn đáp trả lại tình yêu ấy qua hành vi sắp mình. Chính tình yêu của Thiên Chúa đã đem lại cho anh sự tốt đẹp, đó là sự sống của một người bình thường. Bây giờ, anh có thể hòa vào nhịp sống của mọi người mà không sợ người đời xa lánh, coi thường và xua đuổi. Hơn nữa, tình yêu của Thiên Chúa không chỉ chữa lành căn bệnh thể lý, mà còn chữa lành anh cả căn bệnh tâm linh. Khi Đức Giê-xu nói: "Đứng dậy về đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh." Tình yêu ấy không chỉ dành cho những người Do Thái, mà cho tất cả những người Samari, những người dân ngoại. Như vậy, tình yêu Thiên Chúa được tỏ ra cho hết thảy mọi người. Điều quan trọng, mỗi người có nhận ra và biết đáp trả tình yêu ấy mới là vấn đề. Ước mong sao, với con mắt đức tin, mỗi người cảm nhận được người yêu mình đang hiện diện, cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa dành cho mình và cũng biết bày tỏ tình yêu ấy cho mọi người. Sự bày tỏ tình yêu Thiên Chúa không chỉ bằng lời nói mà còn bằng chính hành động, để người khác cũng nhận ra tình yêu ấy mà cùng ca tụng tôn vinh Thiên Chúa với chúng ta bằng cả một tình yêu chân thành. Như Thánh Teresa Avila đã nói, tình yêu được đáp trả chỉ bằng tình yêu. Amen. Đất trời đã ngỏ cùng tôi, bao la tình Chúa yêu tôi ngàn đời, yêu tôi từ ngàn đời, ngày cho tình tu dặn dài.
nhạc đi.